À, tôi quy tập tôi quy tự lọc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bà cổ chính và trước mắt tôi đó, thì nơi này rất linh thiêng, thì cô chính đã ngự rất linh thiêng tại này. Thì để tiếp tục buổi trưa thì tôi để tới nơi nơi lăng bà này đó, phía trước mặt đây là biển và nơi này rất là đẹp và lọc cũng đẹp luôn. Thì để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong nơi lăng bè này. Đó. Quá rực rỡ. Thì ngày hôm nay, ngày hôm qua thì lọc về đấy 35-53 ở miền Bắc, miền Trung. Thì ai có lọc xin chúc mừng. Rồi, ở nơi này thì văn hóa thứ gì cũng được, may mắn, tiền tài, tật bệnh được tiêu tử, tất cả tài lộc may mắn ở nơi lăng bè này. Hôm nay thì trời rất là êm. Đó, biển cũng rất là êm luôn. Và buổi trưa thì những cái tiếng xèo xèo. Tiếng gì đó. Ở đây cũng rất là ghê rợn. Và cũng rất là linh thiêng tại như này. Đó, phía mặt trước tôi là lăng bạc của chính, cũng như rất là phù hộ độ trì và linh thiêng tại này. Thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong và để tại lễ cô chính phù hộ độ trì đều được may mắn tiền tài rực rỡ, tật bệnh được tiêu tử, để mà khẩn cầu tất cả mọi việc may mắn tại nơi này. Nơi này thì rất là vắng vẻ và nơi càng vắng thì càng linh thiêng. Đó. Thì để tiếp tục tôi sẽ đặt đồ và hôm nay mua trái cây, bánh tay tiền vàng bạc để tại lễ cô chính này. Rồi, thì tôi sẽ đặt đồ và ảnh hương tại đây này. Thì hôm nay cũng có nho. Thì ai có lọc ở đây tại lễ nơi cô chính này phù hộ độ trì và đem đến may mắn tiền tài đọc rực rỡ. Để khẩn cầu cô mỗi ngày đó, thì từ trước đến nay thì rất linh thiêng, thì cô đã ngự tại này xin cái gì thì được cái nấy. Thì trong xem ai chưa đăng ký kênh nhớ nhấp vào chuỗi đăng ký để theo dõi của Tơ Quy Tề Lộc này. Thì ai muốn thật sự để mà cần tại này thì để theo dõi thì phải đăng ký để theo dõi
sẽ công chiếu lúc buổi trưa từ lúc 11 giờ đó. 11 giờ thì sẽ có công chiếu. Rồi thì anh em này bánh trái trái cây đầy đủ thì để tà lễ cô chính phù hộ độ trì cũng như đem đến may mắn tiền tài lộc lực rỡ đó, tất cả mọi việc xin tập bình được tiêu từ đều được may mắn cũng như mỗi ngày. Thì cô chính rất là linh thiêng, ngày nào cũng may mắn đó, cực kỳ linh thiêng. Nếu ai theo dõi cũng đã biết rồi. Rồi thì ngày hôm nay lễ vật đầy đủ tại nơi lăng bài cô chính này thì tôi sẽ lên hương để khẩn cầu tại lễ cô chính đều được phù hộ độ trì, đem đến may mắn tiền tài qua lên thiền. Thì ngày hôm qua thì là về 35 năm ba ở miền Bắc đầu. Rồi thì ai có lòng ở đây tại lễ nơi cô chính phù hộ độ trì và để khẩn cầu văn vái vô sinh mọi thứ mọi việc cũng như tật bệnh được từ từ và cũng như tài lộc may mắn tiền tài nó vai sao chúng đặc biệt tờ với số luôn. Rồi cực kỳ tại nơi này thì điếu thuốc mà đốt tại nơi này đều là rất là cháy nhanh đó. Rồi để ăn đậu nó cháy rất là nhanh luôn. Cho nên ai chưa đăng ký kênh nhớ nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Ai thích theo dõi thì hãy đăng ký nhấp vào, còn ai để đăng ký rồi thì thôi. Và ngày hôm nay cũng có xin lỗi lễ vật đầy đủ bánh tái trái cây tiền nghĩa vàng bạc đó. Thì trên kênh lúc công chiếu thì lúc từ lúc 11 giờ trở lên thì sẽ công chiếu 11 giờ trưa. Thì ai theo dõi thì lúc đúng lúc 11 giờ, 11 giờ 11 giờ mấy, 11 giờ mấy. Thì cái lúc 10 giờ mấy cũng có. Rồi. Thì tôi sẽ cắm một nén nhang phía ngoài này nữa.
nơi này thì ngày nào cũng vừa may mắn tài lộc. Đó, để khẩn cầu lúc nào cũng sẽ thành công. Và tài lộc mà thành công thì mọi việc cũng đều được thỏa mãn, và cũng như được tật bệnh được tiêu trừ, để mà khấn vái tên tuổi. Và để tiếp tục thì tôi sẽ hôm nay tài lễ tôi cũng đã đặt đồ xong rồi. Và để tiếp tục tôi sẽ khấn tài lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay thì tôi đến đây cũng như mua trái cây, bánh tái, tiền vàng bạc để tài lễ cô chính, để cho và lộc được rỡ, tiền tài cũng như tật bệnh được tiêu trừ, nhờ cô phù hộ độ trì tiếp theo ngày mới này, buổi trưa này và ngày hôm nay tài lễ đầy đủ thì cô chứng giám và linh thiêng điểm đến may mắn tiền tài tiếp theo, tật bệnh được tiêu trừ, khấn gì được nấy, may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phụng Thỉnh. Nhờ cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10, cô Dư, Hà Đạo, cô Bạch, Đáo Đàng, Hương Duyên, Minh Châu Bổ Hộ, Tỉnh Khẩu Thần Chú, từ Tỉnh Cao Dương, Hoàng Hậu Vượng Thiên Hậu Thổ, Giảng Phúc Phu Nhân, Đạo Lương Bang, Tỉnh Ra, Nguyễn Thị Thúc, Cập Tùng Bồ Hệ, Ngũ Phương Thần Tướng, Ngũ Phương Đất Đai, Ngũ Phương Thổ Thạch, Tải Tà Lòng, Hứa Bệ Thổ, Viện Châu Tước, Hào Viện Giá Câu, Trần Đàn Xà, Nậu Dây Bốn Chủ, Đồng Chiếu Giám. Ngày hôm nay có xin lễ tạ lễ đó trái cây, bánh tái, tiền vàng bạc này, rồi cô chính phù hộ độ trì tiếp theo may mắn tiền tài, tật bệnh được tiêu trừ, tất cả mọi việc được thành công và tốt đẹp, điểm đến tiền tài đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phụng Thỉnh, thần nguồn thủy sông hệ lai đồng điện và ấn lai thủy mộc hà bá đại dương, vua thủy đại dương, mộc triều đại dương, hạ xe thị phú, các điện thủy cung trên nguồn dưới biển chính cũng hạ bá ở đây, và cô chính tại đã ngự tại đây phù hộ độ trì tiếp theo. Và hôm nay để mà xin keo tại nơi này thì cô chính linh thiêng thì hãy cho xin keo này sẽ thành công và văn vái cũng thành hiện thực. Cô đã chứng giám thì nếu cô chứng giám thì phải cho dựng đứng tướng gà này, cũng như xin keo sẽ thành hiện thực tại này, ngay tại ngọn đèn sáng này đó. Rồi đưa thuốc cháy rất là nhanh. Và để tiếp tục thì tôi sẽ xin keo tướng gà này và cô chứng giám thì phù hộ độ trì tất cả mọi việc, tật bệnh được tiêu trừ. Đó. Ai tài lễ tại này tật bệnh được tiêu trừ và may mắn tiền tài lộc rực rỡ, và để có lộc may mắn tiền tài thì cô chứng giám linh thiêng bất cứ trứng gà này đứng lên sẽ hiện linh may mắn tiền tài rực rỡ. Cô chính đệ chứng giám này không không. Không một, không hai, không ba, không bốn, không năm, không sáu, thì chừng nào trứng này đứng sẽ chứng giám đều được may mắn tiền tài tất cả mọi việc, tật bệnh được tiêu trừ. 07, 08, 09, số 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, lần cụ cụ luôn, 19, 20, 21, 22, 23, vẫn nghe, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vẫn chưa đúng thì cô chưa chương gian. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rất là lâu. 37, 37. Hôm nay thì trời rất là êm này. 38, 39, 40. Rồi, chưa chứng dáng. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46. Hiện tại thì 46, cô để chín chứng gián hay không? 46 thì bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi, năm mươi mốt, năm mươi hai, rồi 52 để đứng rồi đó, 52, 25. Thì ngày hôm nay thì cô đã chứng giám lọc bùa số 52, 25, miền Nam, miền Trung, miền Bắc có lọc tài lệ cô chính và đã chứng giám và lên thiền tại này cô đã ngự. Và hôm nay cuối cùng cũng đã chứng giám và cho dựng đứng này. Một hồi thật rất là lâu thì cũng đã dựng đứng 52, đó, 25, 52, 25 tại nơi này. Có lọc tài lễ cô chính
phù hộ độ trì, và mọi việc tật bệnh được tiêu từ, tài lộc rực rỡ đó. Với linh thiêng thì cô để cho chứng giáng tài này. Rồi, cái thuốc cháy rất nhanh, rất mau. Nó thì tôi sẽ đốt cái thiền vàng bạc này cho các vị an bình ở đây để hưởng lấy tiền đi vàng bạc để phù hộ độ trì, mọi việc được may mắn, tiền tài tật bệnh được tiêu từ, không quái đều sẽ thành công tất cả mọi việc. Thì mồi một hồi thật lâu thì cũng đã chứng giáng và phù hộ độ trì. Đó. Thì tôi đang đốt tiền vàng bạc này. Thì cô rất là linh thiêng đó. Hôm trước đều nhập xác. Rồi thì tôi đã đốt qua tiền vàng bạc này đã xong, thì ở đây đó trứng vẫn còn đứng nghiêm, nghiêng hình nghiêng bóng và đã chứng giáng tại nơi này. Một hồi thật lâu thì đã chứng giáng, cô đã chứng giáng, và cái điện cài này và trứng này sẽ soi sáng tiếp tục, mọi việc sẽ thành công tại nơi này.